thịt này cụ. Rồi, dạ, chúc cụ ngon miệng nha. Có mình một hả? Mình với cháu cô nãy chạy về đó. Đây cô. Dạ. Dạ. Phơi. Cái này là con gửi thêm cho chú 200 ngàn. Con gửi thêm cho chú 200 ngàn để chú sinh hoạt hàng ngày. Dạ cô bác quý chị, tiếp tục hành trình đi Bùi Hồ cùng với lại anh Cấn sẽ đi xuống một cái ấp gọi là ấp Tân Hội của xã Tân Bình, huyện Tân Bình, tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ là 10 mình những hộ khó khăn mỗi một phần như thế là gồm 10 kg gạo và 10 kg hộp dịch giống như là cái ấp Tân Phú B á. Hôm nay thì hai anh em sẽ đi hai chuyến trong một ngày luôn. Mới vừa nghỉ ngơi xong thì hai anh em là chuyến thứ hai, đạt có việc thì phải về nhà rồi. Đường Hồ cùng với lại anh Cấn với lại mấy anh em ở ấp Tân Hội sẽ đi vào những cái con đường mà ngõ ngách ở trong cái ấp này. Theo chia sẻ của các anh các chú thì những người dân ở cái ấp này thì ở vì là một cái đuôi cồn trồng đồ gãy nên thành thử là dân phân bố rải rác à, không có tập trung giống như là cái ấp hồi nãy anh Cấn. Người dân dạ ấp này lần lần trồng lâm hết đây. Dạ ngày xưa giờ cái cầu này nhưng mà chưa đi cái đường này luôn á, em chưa đi thẳng đường này luôn á. Nhà này hả chú? Chú ơi, con gửi đồ. Rồi gửi cho chú hai bao chú, hai bao nè, tức là 19 hộp dịch. Rồi cảm ơn nha. Dạ vui không? Dạ vui không? Không vui không vui đủ mạng đó, đợt dịch này phải có mới được ăn. Dạ quên lấy bao nhẹ quá, tại đợt tính phát 5 kg gạo nhưng mà đợt này phát 10 kg gạo á, lấy con bao nhẹ quá. Hôm nay nữa là mỗi một hộ sẽ nhận hai bao gạo lại 10 trứng vịt. Em cõng đi ha. Có ai ở nhà không? Chết bệnh không. Ôi, thằng này khổ gì. Ô bà. Ô, sao thảm thương chứ ạ? À? Bà ở với ai? Ủa chú ở với ai? Ở con mình một à. Ồ, nè. Dạ. Nè chú gửi nè chú, gửi gạo. Rồi, cảm ơn. Dạ hai bao, chú cầm hai bao. Nhậu rất là thôi, đủ tí nhậu hoài chết à. Nè cho hộp dịch luôn nè. Năm nay mình ngứa. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 54 rồi. 54 tuổi. Ở mình một. Có vợ con gì không? Sao kỳ vậy ta? Chú 53. Có vợ con gì không? Không có vợ, hồi đó về đi tu, đi bộ đội về tới tu rồi về vậy hoài đi. Rồi hôm nào xuống thăm chú nha. Nhìn nhà nè. Dạ. Mấy người chị? Rồi, lấy hai bịch gạo em ha. Nè, ôm giùm mẹ con. Dây. Đừng cảm ơn. Dạ. Không phải là tự nhiên hai bịch mà hôm trước mình tính phát mỗi hộ 5 kg với lơ dưa leo với hộp dịch, nhưng mà bây giờ chợ mở cửa nên là nữ là còn tồn động cái số gạo mà 5 kg nên là nữ cứ phát hết luôn. Được không anh, em ngồi ngay xuống hộp dịch sao? Thôi ngồi luôn đi thôi. Được không?
Cô ơi, cô chú ơi. Dạ. Gạo. Nè. Rồi với học dịch. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi chúc bà vui vẻ nha, sức khỏe. Dạ. Ô cô xuống đây khổ khổ không ta? Cô lấy không? Gỡ bà, gỡ bà gạo với hộp vịt ha. Dạ. Dạ con để đây nha. Dạ. Bà ở với ai vậy? Không. Bà ở với ai? Dạ cháu rồi đi mặn cái đơn rồi, giờ còn mình có ở nhà với nhớ thằng đó. Ồ dạ thôi con chúc bà sức khỏe ha. Ừ. Cháu rồi đi mặn bất kẹt ở ngoài đơn rồi. Đốt tiêu à? Không. Kêu gõ từng nhà luôn, đi rồi. Đi làm hay vậy? Đi làm thôi. Rồi gửi đây luôn đi, mình treo hộp vịt lên nè. Treo lên đây. Ừ, đó đấy. Không có người cũng phát luôn. Đây, em gửi cậu. Rồi, cô đẩy đó đây. Dạ, với lại một bịch hộp vịt này cậu. Rồi, dạ, chúc cậu ăn ngon miệng nha. Có mình một hả? Mình với cháu cô hồi nãy chạy kìa đó. Rồi con cái cậu đâu? Con cái nghèo đi mặn mướn hết trơn, gì không được. Có mấy đứa à. Dập này khó khăn dữ không? Nó ăn ngay thì cố để gạo xuống đi nặng đó. Dạ cấm mà mấy ổng cũng tiếp tế đồ giao cải đồ ăn vậy đó. Đỡ cảnh nghèo kệ mình sống qua ăn hài ba. Dạ. 75 tuổi rồi coi. Rồi hơn chút cậu sức khỏe con đi dạ, nha. Dạ dạ dạ. Cảm ơn nha mấy cháu. Đây. Dạ. Thôi nè anh Tâm. Ở bên đây luôn hả? Cô này luôn hả? Bên đây. Bên đây hả? Dạ. Con gửi chút. Rồi. Nhà cô mấy người? 4 người. Dạ. Có mặn được đâu. Nhà cô gì mưa dột dữ không cô? Mưa thì dột. Dạ. Có từ đó bỏ nhà đó. Dạ cô với chồng với lại hai đứa con. Hai đứa con của cô lớn chưa? Đứa còn nhỏ chứ. Dạ, bao nhiêu tuổi hai cô? Đứa lớn thì mười mấy tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Dạ. Cho cô cho con đi vô nhà là cái được không? Được, giờ nó đi hết rồi. Dạ. Rồi giúp bà đó nó kìa bá. Đây là nhà mình cất lâu chưa cô? Cất cũng lâu rồi. Dạ. Cho con vô nhà ha. Đi. Tự nhiên. Được bao nhiêu năm rồi hả cô? Không nhớ nữa. Dạ. Này mới lợp lại hay gì? Đó mới lợp lại, tại dột nó rồi mới lợp lại. Còn ở dưới này bự hết rồi. Bao nhiêu tuổi? Đứa lớn lộ. Thì đứa lớn thì sinh 2005 á. Dạ, còn đi học hả? Còn, hai đứa còn đi học hết trơn à. Dạ. Đây là nhà bếp của mình hả? Mình sử dụng nước sông hay gì? Ồ. Tại ở dưới sông nó dơ quá rồi không có xài được à. Dạ. Mưa dột ở đâu cô? Dưới này hả gì? Dưới này trên này tại mới sửa lại, còn dưới ở ngoài này nè nó tôi chét nhóc hết trơn đó. Ồ dừng thấy dắt toàn tạm bỡ quá ha. Nó cũng lấy hết rồi chú ơi, hư hết rồi. Tại trên này nè mới đem xuống dựng dưới này. Chứ dưới này cấp nó một hết trơn. Chồng cô đi làm hay gì? Ông đi làm rồi, ông mắc kẹt rồi không có gì được. Rồi con cảm ơn cô ha. Dạ. Đây cô. Dạ. Dạ. Ô, cục giòn. Ở mình hả chú? Trời ơi, cái nhà nè. Thấy nhiều cái hoàn cảnh thiệt. Ủa chú, ở con mình hả? Ừ. Hồi đó giờ chú có vợ không? Có vợ mà thôi lâu rồi. Thôi lâu ha. Nhà này là chú cắt lâu chưa? Lâu rồi. Cắt khoảng 5 năm rồi. 5 năm rồi ha, chú tự cắt hay là ai cắt cho chú?
mướn người ta cắt trên này nè, ông Thảo ông cắt giùm đó, chứ cục trò sao đi gì được mà cắt. Ồ, nhà này cô bác của anh chị. Ừ. Không. Rồi chú tắm rửa ở đâu? Có giờ nước đó. Ờ, chỗ giờ đó. Tắm ngoài trước này luôn hả? Ừ. Chứ đi rửa chén ở đây. Hả? Rửa chén ở dưới này. Ừ, có ăn cái chén với đồ đũa một vậy đó, ăn ốc chỗ đó. Rồi hàng ngày chú làm cái công việc gì chú sống kiếm tiền? Giờ có gì đâu, nhà nước cho tháng mấy trăm ngàn đó, ở đây có mẹ nè, anh em đồ cho kỳ ăn lấy, ví dụ gì đó chứ có gì đâu. Chú với vợ của chú có con không? Có con mà vì bên mình lớn trơn đi màn công ty trơn rồi. Giờ bị ba này nè, dịch này nè rồi không có gì được. Rồi con là ở chung với chú hay là ở với vợ chú? Ở bên vợ thôi trơn à. Giờ lớn lên rồi đi màn á. Rồi năm nửa năm viện lần vậy thôi chứ thăm gì rồi. Giờ có phụ cấp rồi cho chú không? Có, tết nhất cho 1 triệu, 1 triệu xài thôi rồi đó, nó cũng cảnh khổ. Dạ. Rồi đi làm sống gì cũng không đốc đổi chứ không có giờ khá giả gì. Ồ, này chú ngủ ở đây vậy nóng không? Cái nhà của chú bề ngang là chắc 3 mét hình à. 3 mét, vô nó khoảng chừng 2 mét à. Ừ. Rồi nó 2 mét. Chú tên gì, thứ mấy? Tôi tên Bí, Trần Nhân Bí. Trần Nhân Bí, chú năm nay chú biết là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 45 tuổi rồi, tuổi tỵ. 45 tuổi ha. Ừ. Hồi đó giờ là cái chân của chú là bị sao mà nó mất đi một phần chú? À, tiểu đường á. Dạ. Đi gai á, đâm đi chài kiếm cá ăn á, gai đâm nó bị nhiễm trùng, nó hoại tử cái cưa luôn. Bác sĩ ở dưới ấy nó cưa nay mấy năm rồi. Rồi rồi. Người sống vậy đó, mình nay 6-7 năm rồi. Lúc trước là bình thường nhưng mà lúc lý trước tiểu đường. Bị bệnh tiểu đường. Ờ, nay gần 10 năm rồi. Hằng ngày là ai cho gì ăn đó thôi à? Vậy chứ người sao kiếm gì ăn được? Dạ. Ôi vậy đó. Chú tự nấu ăn luôn? Vậy bếp nồi cơm điện nó nấu đó, bếp ga nó nấu đó, bữa ăn nấu gì ngày thì ăn nấu bữa ăn ngày luôn. Chú có ngủ không? Dạ, có mấy thằng bạn nó cho chai để mấy cái bán vòng vòng đó. Có khách khứa mà ít lắm, ít cũng đủ lắm. Mấy cái chai này là chú để ấy uống. Mấy ông anh ổng ấy kìa, mấy ông anh ổng làm gãy đó, ấy con ba con dây trùng á, con bù hút á. Dạ. Ngon gỡ. Dạ. Mà ai lấy gì. Chú bốn mấy à? 45 à. 45. Ờ chú gì quên tiêu ta? Bí. Chú Bí, Trần Quận Bí. Ở ngoài sao nè, giặt đồ ở trước luôn ha. Ở ngay trong chỗ vợ luôn á, lấy phơi ra. Cái này là con gửi thêm cho chú 200 ngàn. Con gửi thêm cho chú 200 ngàn để chú sinh hoạt hàng ngày. Dạ. Ha. À, chúc chú sức khỏe. Dạ. Người để dặn ai về mua đồ cho chú ăn. Dạ, có mẹ chị đồ mua đồ cũng không đi được nữa. Dạ. Thì dặn nó mua này kia thì ăn vậy thôi chứ ấy. Rồi thôi đưa chú con về. À. Ở đây là đa số là nhà chống lũ, nhà sàn. Nhà này giờ có tại giờ cái hướng nào. Ồ. Chú ở với ai? Mình đó. Giờ ở mình đó hả? Đi mặn chân rồi. Trời còn ơi. Nhỏ không à, giờ bệnh ở nhà. Nhà dột dữ rồi, thấy mặt trời luôn. Đây nè, đây nè. Mấy cái hộ mà em hấp lên. Gửi cho chú. Dạ. Dạ. Nặng rồi Nam ơi. Rồi, chú ở nhà mình một hả? Mình. Nhà nè, trời ơi. Chú năm nay nhiêu rồi? 44. Sao con thấy đàn ông độc thân gửi ở ấp mình nhiều quá ta? Dạ chú đi làm hay gì? Đi làm. Dạ. Chú hôm nay chú ăn chay hả? Chay. Chú ăn chay trường hay sao? Có đâu, 29-30 được kìa. Dạ, nhà của chú nè. Ồ, cũng một nét hết trơn luôn rồi. Ở trên này thấy mặt trời luôn. Con vợ con chú là đi làm Sài Gòn. Dạ, Bình Dương á. Dạ, có gửi tiền về cho chú ha. Đó. Ờ, dạ chú. Thôi con cảm ơn chú ha. Dạ. Đúng rồi. Dạ chú con gửi chú. Dạ. Cầm cho chú. Bà bó chổi hả? Bó chổi giờ người ta. Người ta chặt con tàu dừa, người ta cho, tao phơ cho rồi ngầu bó lết bó nằm bán kiếm tiền ăn. Một cây chổi với bà bói được nhiêu tiền?
Bố ăn công thì 20 ngàn, còn bán được 50. Ờ, này nọ nè. Cây chổi thì bao nhiêu ngày bà mới bó xong? Thôi 4 ngày, rồi bó 1 ngày. 5 ngày. Yeah. Ngày nay bà mới bó được bao nhiêu cây rồi? Được, mới có 1 cây chứ cây này chưa rồi. Nhà của bà là cô bác của anh chị bà mới chia sẻ với mình đó là bà có mình một à. Mình nhà giờ nó hư hết trơn rồi nãy hổm là ở trên Tân Bình Minh Từ Thiện mình anh ta cho đó, cho cái vách, ta cho được cái vách, giờ ở trên mưa dột hứng tùm lum hết trơn rồi, giờ dẹp cái này chứ không hứng hết trơn trời. Bà có mấy người con? Bà có đứa con một bà chú. Con bà lớn chưa? Con này nó có cháu nội rồi, là đi làm không có về được, làm không có về được. Ừ. Giờ ở nhà con mình vậy đó, lết vô lết ra đó mà. Ngày ăn rồi bà con kia cứu trợ cho có sống rồi chứ. Giờ nói mặn thì lớp lo nợ. Vì ba nó không chết mấy năm nay đó, rồi lo đau lo nợ, rồi giờ lo cho tôi. Giờ mà đi mặn giờ mắc kẹt mấy tháng nay không có gửi tiền gì được. Ừ. Mặn không được lấy gì có đồng gửi. Dạ. Không phải không đủ ăn. Bà năm nay nhiêu rồi? Năm nay 71 rồi. Bà tự nấu cơm ăn luôn hả? Lết vô nấu cơm ăn. Trời ơi, lết chứ đâu có đi được chú ơi, nó đau hay giò này không có đi được. Rồi thôi con chúc bà sức khỏe ha, chúc bà ăn ngon miệng ha. Dạ dạ cảm ơn. Một hành trình thì hai anh em cũng sáng giờ phát cũng mấy tiếng anh cân, 3-4 tiếng đồng hồ, cũng mong là mau qua đại dịch để bà con có thể đi làm được tốt khó khăn hơn. Cảm ơn anh Cấn nhiều. Bây giờ anh cảm ơn anh nhiều anh Cấn. Dạ. Dạ, chiều nay sẽ gặp anh còn đó. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác chiến sĩ và Mạnh Thường Quân và chính sách Mạnh Thường Quân ủng hộ thì ủng hộ cũng thành viên hội dưới clip với cô bác chiến sĩ. Xin chào và hẹn gặp lại. Tổng chi phí phát quà ủng hộ đợt 4 ở ấp Tân Hội, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Một là 500kg gạo, mỗi kg gạo là 11.300 đồng, là 5.650.000 đồng. Hai là 500 trứng, 2.000 đồng một trứng là 1.000.000 đồng, tổng cộng là 6.650.000 đồng. Danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ ở đợt 4, thứ nhất là một chị giấu tên ở Canada 3.000.000 đồng, thứ hai là chú Chính là Việt Kiều Mỹ 1.000.000 đồng, thứ ba là cô Huệ là Việt Kiều Mỹ 1.500.000 đồng, thứ tư là Bùi Hồ 1.150.000 đồng, tổng số tiền là 6.650.000 đồng. Thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã ủng hộ và đồng hành kênh Bùi Hồ TV. Xin chúc quý anh chị Mạnh Thường